Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobile nha. Đó. Rất là nhiều bạn ủng hộ với game mình làm cái game này cho nên mình đã cố gắng để làm nhiều cái game này hơn cho các bạn xem rồi. Mong là mấy bạn cũng biết là sự cố gắng của mình thì mấy bạn nhớ để lại một like. Ai mà mới vào channel của mình thì nhớ để lại một đăng ký, một nhấp cái chuông để ủng hộ cái channel của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Bây giờ sao nó không hiện cái bảng lên vậy? Rồi đứng rồi hả? Chết rồi. Họ đâu có. Nó không hiện cái bảng lên thì phải bấm lên hả? Căng vô bồ. Buông cái này, chắc là khóa lại luôn, lấy hai goblin nữa là được. Mấy cái rau đầu này thì cũng không có gì để nói nhiều hết, chủ yếu là bữa hôm nay thì mấy bạn chơi được cái bộ gì, nhưng mà thật sự cái game này nó có một cái gì đó nó đến lạ luôn, là kiểu nhân phẩm mình không đủ hay sao. Chứ bao giờ mà mình đi một cái bộ nào mà nó gọi là quá đủ á, lâu lâu giống như hên lắm kìa nó mới được, chứ còn đa phần là những cái bộ mà lẻ tẻ không à. Lẻ tẻ thật sự là vậy luôn. Mình cũng không biết là tại do mình hay là do máy nó ra như vậy nữa, nhưng mà mình không kiếm được một cái bộ nào nó rất là dễ dàng. Còn người ta kiếm bộ rất là dễ nha, kiểu quay lại cái là có bộ luôn, quay lại là có bộ mới, có bộ full luôn. Còn mình thì không có, mình thì không được vậy. Mình theo kiểu giống như tao cho mày chơi giống như bộ 5, bộ 4 con đi, cho 3 con thôi, bộ 6 con ôi cho mày 5 con thôi à, vậy được rồi, chơi ráng chơi đi. Kiểu khó khăn lắm bạn, cũng khó khăn lắm, mình cũng xấu khổ mà, chứ không phải là được nhân phẩm như người ta. Ai à, trời, được này chỉ lại lấy một anh thiên giả thích hồn giả là đủ á. Mà mình không biết mình có nên lấy thích hồn giả không. Mình không muốn chơi bộ goblin lắm, thật sự luôn, mình chơi bộ goblin toàn bị lừa thôi. Thật sự vậy luôn, mình chơi toàn bộ goblin toàn bị lừa. Lừa theo kiểu ta cho mày 5 con goblin thôi. Chơi 5 con goblin mà biết 5 con goblin thì sao nó yếu. Ta phải đi cho 6 con goblin thì cho 6 con luôn, còn không thì thôi cho 5 con. Mình chơi toàn bộ goblin toàn bị lừa. Chán luôn. Rồi sao đây? Trời, lại cho bá thiên giả nữa. Rồng quang lân 2 con. Dữ dằn vậy. Mà không, mà cái này mình đi về chắc được 2 con goblin vậy được. À, nếu mà nãy mình để bao 3 con goblin thì bây giờ mình dễ thắng hơn rồi. Mà nãy mình không lấy con ba con kia, cũng quên luôn. Thật sự là mình cũng không có hứng thú với bộ này lắm, cho nên là mình không để ý đâu. Nhưng mà cái này mình thắng rồi. Thằng này nó không có con nào 1 sao, 2 sao hết á. Có một con người xé rách, kẻ xé rách gì đó là nó bộ goblin xịn xịn thôi. Còn mấy thằng kia thì thường. Rồi có con magic này, nó cái con pháp sư này nó 3 tiền nè. Con pháp chưa 3 tiền nó cũng khỏe đó, nhưng mà thường thôi, không có gì hết các bạn. Ôi, mình là người ba người cuối cùng còn được 100 máu à. Vậy là chỉ có hai người cuối cùng còn được 100 máu thôi. Lại là bá thiên giả nữa là hai, nhưng mà lại cho thêm hai người xe rách. Mà mình biết sao không, vì dạo này mình hay chơi thêm tất cả các bộ luôn. Mình đều cho cái con ma pháp sư thực nhân này vào để làm gì, tăng 5% máu. 5% máu. Ôi, thằng này nó có con rồng tím đẹp vậy. Mình xui ghê luôn, mình mở không có ra gì, toàn ra cái hình không. Mình cũng kiếm được nhiều cái kia kẹo lắm chứ bộ, mà mình không mở ra được cái con này. Mấy con này mà mình mở toàn ra mấy cái ngọc không à, mấy cái hình avatar đó. Mở ra được nhiều avatar lắm luôn mà mở không ra được cái con character này. Cũng bó tay luôn. Nhân phẩm không xui từ trong game ra tới cái mức mà quay kẹo ở ngoài mà còn xui nữa, thôi cũng bó tay luôn, cũng không biết nói gì luôn.
Trời, anh thiên giả được, anh thiên giả này. Thích hồn giả hả? Bây giờ còn giữ tiền thôi để mua nó cũng được. Có tới hai con này được, đi bộ goblin này cũng ngon, cũng lúc đầu này thì dễ chơi rồi chứ không có gì hết, dễ chơi dễ ứng thưởng thôi. Hai con người xe đách này nó xoay cái thì nó mất máu cũng nhiều đó, đó không mất máu ba con đó không đó, vậy được, vậy là dễ win rồi. Hai người xe đách kẹp vô vậy là đúng hả? Nhưng mà mình cũng không biết là mình sẽ chơi bộ gì ngày hôm nay nữa, nhưng mà mình cũng vẫn là đủ 100 máu ở cái round thứ sáu này, nói chung là cũng được. Ở trời dữ vậy. Dữ vậy. Muốn con má thiên giả nữa đúng rồi. Mình lấy con này ra, để con này vào 2 sao đương nhiên nó phải ngon hơn 1 sao rồi, chứ không thể nào mà nó khác được, cho nên là nếu mà đội hình mà mình nhân phẩm như vậy thì kẹp kẹp gì mình đi bộ goblin cũng ngon, đi bộ goblin cũng ngon. Nhưng mà mình để coi coi sao, từ từ mình đang có 4 goblin thì mình sợ nó bị, mình sợ nó lừa mình lắm, mình rất sợ nó lừa mình. Mình là người thằng cuối cùng còn 100 máu. Trời ơi, bây giờ sao ta? Lấy nguồn ma lực hay là lấy con giả hành giả u ảnh này? Độc trùng. Nhưng mà lấy con này đi, có gì hồn mana lại cũng được. Nhưng mà bây giờ không phải lúc này, hiểu không? Không phải lúc này. Nếu mà mình lỡ mình có đi theo kiểu mà Goblin Max thì mình lấy con này hồn mana cũng được. Eo cạp thôi, đúng rồi, vẫn đẹp được đúng không? Được, mình đẹp hết 10 rau đầu này, nói chung tiền mình chắc chắn là sẽ nhiều hơn tụi nó rồi đó. Đội hình mình vậy cũng nhân phẩm chứ, được 5 trận liên thắng đó nè. Hồi nhanh dữ ghê đó bộ, đâu phải tệ đâu. Ý da, rồng quang lân với lại ma pháp thực nhân ảnh. Mình để con màu xanh xanh này vào, hay là để con người xe rách vào đây. Người xanh xanh vào thì sẽ tăng 5% máu à. Nhưng mà để người xanh xanh này vào đó, tăng 5% máu cho toàn đội nha. Toàn đội nha. Xong cái anh tiêu của nó có thể búp cho mình một cái gì giống như tốc đánh với lại máu hay là gì đó. Mình thấy nó búp thì nó sẽ đánh nhanh hơn. Không, bây giờ ai cũng chơi theo kiểu là kẹp vô vậy á. Đội hình nào không cần biết, cứ kẹp con mà kiểu thực nhân này vô tăng máu lên cho nó khỏe, nó vậy vẫn đẹp được rồi, dễ dàng. Ôi cái con này khó nha, khó chơi. Vậy là cái game này nó cho mình một gọi là một cái lời sấm là tao cho mày chơi cái bộ này nè. Đó, tao cho mày chơi cái bộ goblin này nè, đó chơi bộ goblin đi em rồi sẽ thắng thôi. Ok. Nhận được tin nhắn rồi nha anh. Cứ ra đi, em sẽ mua hết. Goblin này bây giờ mình còn thiếu một con cầm chùy với lại một con đặt bơm nữa. Như vậy thì mình sẽ có 6 goblin, mà 6 goblin thì bạn hiểu là cái sức mạnh nó khá ghê, chỉ cần bạn có cái lượng đam từ hàng sau nó ổn ổn chút nữa thì bạn dễ win lắm. Dễ win. Không lẽ tao thua cái rau quái này được sao? Thua rau quái này được sao? Bạch cốt trảo được. Cốc trảo được là đam nó, đam tay có thể cho con bơm heaven hoặc là cho một số con nào mà có cái lượng đam gây ra cũng được. Con này lên level 2 luôn. 2 sao? Được luôn. Được luôn. Khỏe thật. Rồi mình khỏe thật. Hồi
Bây giờ lên 2 sao hết rồi, bây giờ chỉ cần up được con người sẽ rách lên 2 sao nữa. Xong rồi up con bá thiên giả lên 3 sao. Thôi vậy chỉ có nước mà đầu hàng thôi mấy anh ơi. Không biết ở trong đây có cái chế độ là surrender không? Ý. Đúng rồi, giết nó. Tránh đêm dài lắm mộng, giết càng nhiều càng nhanh càng tốt. Không đép được luôn rồi. Trời ơi. Vậy mình tính ra mình đép được cũng lâu rồi chứ, mình đép từ đầu tới bây giờ luôn vẫn còn 100 máu nè. À, dáng này mình nhân phẩm cao. Ô, bá thiên giả, được. Vậy là bá thiên giả sắp lên 3 sao rồi. Vô địch thiên hạ rồi. Mà level này mà có bá thiên giả lên 3 sao thì thôi chỉ có nước mà tụi bay quỳ xuống thôi. Giờ sao đây, bây giờ chưa có ra một con bất cứ cái gì có gọi là mình có thể để vô hàng sau của mình để gọi là gây đam hết. Hy vọng là mình sẽ có một cái gì đó nó ổn định chút. Chứ như vậy không nguy hiểm lắm. Giết nó, đúng rồi. Hay quá. Ok, các bạn nào đang xem nhớ để lại cho mình một like nha. Một like là mặc dù nó free với mấy bạn mà không có tốn tiền để bỏ một like đó, nhưng mà nó tạo lại động lực làm video rất là lớn tới mình. À, mong mấy bạn hãy thương mình và để lại cho mình một like. Còn bạn nào mà mới vào channel mình lần đầu tiên thì nhớ để lại một đăng ký, bấm nút chuông kế bên đăng ký để khi nào có video mới nhất thì bạn sẽ nhận được thông báo từ YouTube nha. Mình sẽ up cấp lên 6 xong mình sẽ quăng con rồng quang lân vào, con rồng này vào để cho nó thành con rồng 2 sao trong đội hình. 2 sao là được, 2 sao là được, cũng có thể đi Goblin Max lắm chứ, mà có giờ có thể up cấp cũng được đó. Goblin Max giờ mình đâu cần làm gì, mình chỉ cần đưa thêm một con nguồn năng lượng vào nữa thôi là mình có bộ mech 3 con rồi đó, bộ mech 3 con rồi, vậy là ổn định rồi. Bây giờ có thêm một cái lượng đam mà lớn từ hàng sau nữa. Ô căng ta Magi, thằng này thằng gì, thằng này khỏe dữ, đi assassin rồi. Rồi đi assassin rồi còn thêm bộ beat nữa. À này đi bộ beat chứ đâu phải bộ assassin. Mất 10 máu luôn. Được được, tao ghi nhận mày rồi nha thằng Magi. Nha, tao ghi nhận mày rồi đó. Chờ tao đi, tao mà kiểu như mà khỏe lên lại là mày chỉ có chúng mà chết thôi. Để con này vào đó, đủ 30 gig rồi đó, vậy là đi Goblin. Nếu mà mình không đi đủ Goblin thì mình cũng có thể đi Goblin Max cũng được. Mình sợ là mình không đủ Goblin thôi, mình nói rồi, mình chơi bộ Goblin hay bị lừa lắm. Mình kiểu hay bị lừa lắm, trời. Lớn ra đầu bị lừa hoài, máy nó cho ra Goblin nhiều quá, cái mê theo Goblin rút xíu chết queo luôn. Mình bị vậy hoài mà mình bị lừa đó. Các bạn có hay bị gì không? Mình biết chắc là thế nào mấy bạn cũng bị, mà không thể nào mà không không bị được hết. Mình biết chắc ai cũng rồi, ai cũng sẽ bị giống như mình. Khẳng định với mấy bạn vậy luôn. Rất nhiều người luôn. Không phải chỉ mình hoặc là mấy bạn đâu đâu mà ai cũng có từng bị theo kiểu mà bị máy dụ cho quá trời con luôn, quá trời ngon luôn, cuối cùng rồi dừng lại giống như mình, nó mình có hai con bá thiên giả 2 sao với hai con bá thiên giả 1 sao đâu, nó trôi mình bằng cách là nó không cho con nào luôn, từ đây tới cuối game luôn không cho con nào nữa luôn, thì phải để một con 2 sao chứ sao giờ, chứ nó không cho nó làm sao up 3 sao đây. Không còn cách nào luôn, máy lừa lắm. Tụi này máy lừa rồi. Ôi lấy con thích hồng giả là vô cũng được. Nói rồi bây giờ thời buổi này máy mà nó còn lừa mình thì thôi, mình cũng không biết nói kiểu gì luôn. Thật sự luôn. Tiên tri tợ ngữ của thằng này up lên được 3 sao cũng thường thôi. Bộ rui thì anh muốn up 3 sao giờ nào không được. Lại quên đổi chỗ nữa rồi, bây giờ vậy rồi sao đây. Không giết được con bự sớm mà kéo xuống đây quýnh bốn con nhỏ này cũng được. Bốn con nhỏ này ở hàng dưới nó làm cho cũng mớ máu rồi. Xạo hả? Xạo hả? Sói mà đi một đàn xong nhảy ra sao đội hình tao cắn tao đúng không? Sói mà tưởng như chó cắn nhau à? Bồ.
À đây tuy độc giả có thể mua tuy độc giả luôn để làm gì, để lấy bộ Goblin cũng được. Nãy giờ nó không ra con bá thiên giả cho mình, mà phải như có một bá thiên giả nữa thì mình lên được bá thiên giả ha, 3 sao rồi. 3 sao là bạn biết là bây giờ ở trong đội hình nó còn trống một chỗ không, mà ngon mà nó không ra là nó không ra, giận dễ sợ giận. Trời cái gì vậy? À đây, để khóa lại thôi chứ giờ hết kịp rồi, hết thời gian rồi. Mua con này xong rồi mình có thể up nó lên được 2 sao. 2 sao thì mình để con bá thiên giả ra ngoài luôn. Hay quá bồ. Ủa vậy mà mình cũng vẫn thằng nhất nè. Nãy mới mất 10 máu xong giờ vẫn thằng nhất luôn. Tụi này mày vậy mày chết rồi thằng Magi ơi. Tao ở trên tao đè đầu mày tới chết. Thằng mày sao mày lên nổi đây. Ai à. Về tốt cái này xong rồi đất rồi roi mình có 65 tiền mình có thể roi được chắc khoảng phải 5 tới 6 phát vậy đó. Không mình không hợp thành cái này đâu, mình hợp thành cái đó nó dễ bị khóa kill lắm, cho mình sẽ chia nó ra làm nhỏ hai cái hướng nhỏ hơn để nó khỏi có khóa kill đội hình mình đó. Đúng rồi. Khó giữ ta, bộ này nó đẻ ghê không? Bạn thấy bộ giả thú nó đẻ kinh không? Đẻ hết con này tới con kia, nó đẻ hết con này tới con kia. Bây giờ đánh đâu có hết đâu, trừ khi có mấy kill AOE thôi thì mình mới thắng được cái game này thôi, chứ hơi bị khó luôn. Cái thằng này nó thả thú nhiều quá, trừ khi là mình quá mạnh không? Bạn hiểu từ quá mạnh không? Là mạnh là gọi là đỉnh cao phải không? À đây rồi, bá thiên giả. Được. Cảm ơn nhé. Bá thiên giả 3 sao. À bây giờ vô rồi thêm còn 64 tiền. Đang đứng hạng 3, thua hai thằng là thằng 85 tiền, 85 máu với thằng 90 máu đi. Cũng thường thôi, cũng không có gì gọi là hết. Để đó chút chút giờ tôi gặp phải tao xử mày sao. Ok, bây giờ nâng cấp một con ngựa ma lực 2 sao rồi thì cái lượng mana hồi lại của những cái con này khá là nhiều. Khá là nhiều nha. Gặp bộ Nai này cũng là bộ khắc chế của bộ Goblin. Goblin cực kỳ nhiều luôn, bộ hiệp sĩ này nè. Khắc chế bộ Goblin cực kỳ nhiều luôn, tại Goblin nó đánh tay mà bật khiên lên là nó nghỉ đánh luôn, bật khiên là nó không có vô ram luôn. Cái khiên của bộ Nai nó ra random mà cho nên là tùy theo à, tùy theo. Vậy rồi sao? Có thể nào roi cho tao một cái gì đó nó đẹp đẹp hơn xíu không? Cho bộ này thì giờ biết tao chơi con gì bây giờ. Mình còn hai level nữa là 2k2 round nữa, mình sẽ lên 27 lên 8. Lên 8 thì mình có cửa là mình nhận được một cái con gọi là con Goblin cuối của cái bộ Goblin là sao? Để con gì vậy? Cái con Goblin đó là con thả bơm á, thả bơm á. Cái con Goblin cuối đó phải 5 tiền mới bạn mới sở hữu nó được. Đó. Mà tụi này sao đội hình nó đông dữ vậy? Tụi nó 6 con rồi đó hả? Mà 6 con mình có 7 con. Không sao, không sao, vẫn đép được, vẫn đép được. À cái bộ không đép được rồi. Ây à. Ôi ôi vậy mà không đép được luôn, bực thiệt luôn á. Trời ơi chết tôi rồi, lấy cái này về cũng được. Lấy này về up 2 sao để trong góc cho nó trưởng ra ngoài cũng ngon. Đó, bộ Goblin về là chuẩn chỉ rồi đó. Goblin mà đi với Max thì gọi là ok chứ không phải là tầm thường đâu nha. Ok. Trời, anh thiên giả này có cửa lên 3 sao nè. Mình thấy cái màu là mình biết anh thiên giả sắp lên 3 sao mà. Ôi ôi. Không rớt món đồ rồi luôn hả? Làm ơn rớt món đồ đi. Giáp tấm thê, giáp thép tấm cũng được. Ít nhất cũng tăng cho tao một cái lượng giáp và armor cũng lớn lớn. Mà cái con kia trưởng kìa,
Mình nói rồi, bộ mech giờ khá mạnh nha, chủ yếu là bạn có chơi được bộ mech hay không thôi. Chứ mấy cái thể loại mà này dễ dàng thôi. Chủ yếu là có chơi được bộ mech hay không thôi. Up level 8 rồi đúng không? À, up level 8 để hai con của anh thiên giả này vào thì nó bạn biết rồi. Cái khi mà nó đầy mana thì nó ân tiêu, nó như nó đáng sợ như thế nào thì bạn tự phải hiểu, mình đâu cần phải nói đúng không? À, bạn tự hiểu thôi. Ghê lắm. Ồ, oh, được. Nè hai con này là đó, bắn bơm quá trời, mỗi con ba viên ba trái bơm đó. Đó, gây lượng đam lớn lắm nha. Cái đó gây lượng đam lớn lắm, nhưng mà cái thằng này thầy đẩy thuyền ra cũng đẩy cái sóng ra cũng dữ dằn. Ok. Mà mấy con sâu của con độc trùng nó gọi ra thì nó không có chịu sát thương phép. Mình để ý rồi nha, nó không chịu sát thương phép. À, mấy bạn biết không là sao cái con độc trùng mà nó thả mấy con độc của nó ra đó. À đây rồi, người sẽ rách. Tốt, người sẽ rách 2 sao. Đó, nãy giờ mới lên được người sẽ rách 2 sao. Biết tao chờ lâu rồi lắm không? Hồi tao rảnh quá, tao ngồi tao chờ mày. Làm ơn đi, làm ơn cho tao thêm một con tách chi đi cho nó thành goblin coi, goblin 5 sao coi. Quên đâu, 6 con goblin chứ quên. 6 goblin coi, 6 goblin tao quét hết cái chỗ này ra ngoài luôn. Chỉ cần mình có đủ 6 goblin là mình quét với tụi này giống như là cỏ vậy đó. Cắt ra xong mà quét một thằng đống. Thả bơm, đó, rồi hai làng bơm đi liên tiếp như vậy thì bạn thử hỏi cái DPS nó mạnh cỡ nào. Trời ơi, thằng Magi này nó dẫn lên đầu bảng nữa. À vậy là mình lên ngược đầu bảng rồi, chà. Lên lên xuống xuống vậy cũng chóng mặt lắm, cũng mệt lắm bồ. Thua thì thua đi bồ, có mấy thằng sắp đi rồi kìa. Mà cái game này bắt đầu nó kéo dài, cái trận đấu lên không biết bao nhiêu. Nhưng mà mình thấy cái trận đấu bây giờ nó ngắn hơn những đấu lần trước rất là nhiều. Mình chỉ cần xây qua xây lại thôi là cái địch đã đi hết rồi. Quay lại là mấy thằng địch là 1-2 thằng là sắp teo hết rồi. Còn 18-19 máu này, mấy này tèo hết, không chạy khỏi. Cho nên là bây giờ cái trận đấu được rút ngắn đi rất là nhiều luôn. Bây giờ tầm 35-40 phút là gọi là dữ dằn. Còn mình trước mình nhớ mà đánh gọi là trì trạc phải tới 45 phút luôn. Nói chung là game này khá là ổn. Có nhiều bạn nói mình không có coi mấy cái bảng. Có nhiều bạn nói mình không có thèm coi mấy cái bảng ở không có thèm bật qua trận cái sân đối thủ coi cái bộ bài ta đánh gì. Cần gì phải qua sân đối thủ, bật cái bảng lên nhìn lướt một cái là bạn thấy hết rồi. Mình á là sao mình nhìn rất có khoa học, là sao mình không có nhìn mấy thằng ở dưới. Mình nhìn mấy cái thằng mà gọi là sao giống như là có thể ăn mình được vậy. Đó như vậy để mình tìm hiểu cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đâu. Mình chỉ cần nhìn sơ cái bộ đó thôi là mình sẽ nhớ, à chắc chắn thằng này đi bộ này, chắc thắng thằng này ở đi bộ này. Vậy mới được, mình là mình giỏi lắm, yên tâm. Mình đã dự đoán được hết rồi, cho nên là mình chỉ cần bật cái bảng nó lên coi nhẹ qua cái là xong liền. Trời ơi, bây giờ là người sẽ rách thôi. Trời ơi, bây giờ nó hết chỗ nè. Ồ, ma pháp sư thật nhân là con này cũng ổn nè, con này thì nó tăng máu cho lính. Ý, rồi, ở đây rồi, có người quỷ diệt rồi, xong, mọi chuyện chấm dứt. Vậy là lần này lâu lâu rồi mới quay lại được bộ goblin chơi. Mình nói rồi, mình phải cảm nhận được cái mấy con máy nó cho mình cái gì đúng không? Mình phải cảm nhận được coi máy nó cho mình cái gì để mình chơi cho nó thuận tiện. Nó không có bị gọi là sao? Nghịch thiên. Nhưng mà trận này thua rồi sao? Sau khi thua trận này thì tao sẽ trở lại gọi là cực kỳ lợi hại, và lợi hại như xưa nhiều lắm em. Các bạn nào thấy hay nhớ để lại cho mình một like thôi các bạn. Để lại cho mình một like đi, đó là sự ủng hộ rất lớn từ mấy bạn luôn. Rồi chào bạn nha. Ok, mình sẽ để hết cái bộ goblin vào trong đây, xong rồi mình lấy những cái con cần không cần thiết ra. Chắc là giờ lấy 3 mech ra luôn ở vừa rồi đó. Đó, bây giờ là đó, 8 con là đủ rồi đó, lấy 3 hết mech ra ngoài luôn. Bây giờ mình đang chơi sở hữu bộ 6 goblin. Đó, 6 goblin nó khác liền, mỗi lâu lâu có xoay mấy qua mấy cái đồng tiền đó. Giáp với lại máu họ giáp nó tăng không có hồi ghê lắm. Hồi nó hồi kinh dị luôn. Nên là mấy bạn giờ này cứ thoải mái đi.
Ôi ôi, để coi mình thắng ai, coi tiện ai để chổi người quý vị khai khăn luôn, giỡn mặt dữ vậy. Ôi ôi, giỡn mặt thiệt luôn, dữ vậy. Ôi, mình đưa nó lên cao để làm gì, cho nó thả cái bơm ra sớm, thả cái bơm ra sớm làm sao, thả cái bơm ra sớm thì mình được có lợi cái là sao, là mình ăn đam nhiều. Nó thả bơm xong rồi nó có thể thả lại cái nữa mà. Mình sẽ, đúng rồi, hồi mana cho nó thả bơm sớm hơn. Bây giờ oanh thiên giả của mình thì vẫn chưa lên được 3 sao này, nó hai con 2 sao ở trong đội hình rồi mà vẫn chưa lên được 3 sao. Hơi khó mà giờ lên what the hell, người săn bắn hải tiếu nữa. Mình chơi hay nghỉ vậy? Ôi, chơi cái gì mà cho đồn vậy rồi sao tụi nó tụi kia nó đánh lại tao? À thằng này nó có hai con người sói 2 sao luôn. Dữ dằn. Ui da. Trời ơi, không giết được đứa nào nữa hết rồi, còn bốn con. Mới cho mình một mớ máu nữa. Ok nè, đó người săn bắn. Người săn bắn thì mình sẽ lấy con này ra mình để thay thay thế một cái chỗ nào đó, đúng rồi. Để cho nó tưng, nó con này nó phải cần phải được tưng in tiêu vô, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chính rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần kiếm một anh thiên giả 3 sao thì mình để con hồi mana lại thì nó vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ nó gồng mana cho mấy con mà giống như là câu lạc bơm của mình á, câu lạc bơm của mình thì sao? Câu lạc bơm của mình thì khi mà nó đặt bơm xong á thì nó. Ây da, bơm 2 sao thì sao? Bơm 2 sao thì như thế nào này nè, đó bơm 2 sao khác bọt này, nổ nè. In what the hell ghê vậy. Ôi bơm 2 sao ghê vậy. Khác bọt lắm nha, bơm 2 sao khác bọt lắm. Ây da, thua con rồng này luôn. Mặc dù là 6 goblin nhưng mà vẫn không thắng được con rồng này. Ổn rồng này còn chấm máu chắc cỡ 5 máu 10 máu vậy à. Không có không ít đâu, không nhiều đâu mà vẫn vẫn thắng được mình thấy đấy, coi như tao chấp nhận đi. Á ô được. Ây da, mình sẽ để con này vào, lấy con này ra để thêm một con hồi mana vào nữa thì mình sẽ có một cái bộ gọi là bộ kháng phép. Dạ đúng rồi, lấy con hải tiếu ra đưa, tại vì con hải tiếu bây giờ nó mới 1 sao à, mà bây giờ mình kháng phép cao, cái trừ giáp cao á, cái trừ mà không phải là trừ giáp mà trừ kháng phép cao á, thì cái bơm của con goblin nó cũng nổ đau hơn nè bạn coi. Nãy là nó nổ khác nha, bây giờ nè con nó nổ nè, nó đặt ra nó nổ cái là chết cả đám luôn nè. Bùm 8.000 DPS một round bạn thấy không, kết hợp bộ goblin này, 6 goblin với lại bộ mech này gọi là vô địch thiên hạ rồi, vô địch thiên hạ. Chỉ cần một một cái trái bơm như vậy thôi mà nó nổ tới cái gây cái lượng đam kinh khủng phải không? 8.000 DPS một trái bơm một. Mình hơi mấy bạn nào thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like nha. Chào bạn. Ô, cái này bán hết mẹ mày hai con pháp sư đi luôn, không bao giờ không cần nữa. Bây giờ mình không cần mấy con sát thương AOE nữa, mình chủ yếu là mình để vào cho nó đủ thôi chứ giờ này mình dư rồi. Mình vậy là mình có đủ thắng rồi. À được, được, được. Hay. À, tuy độc giả lên 2 sao khá đó. Bây giờ là đội hình mình mạnh lắm rồi, tại con goblin mà đặt bơm nó tới 2 sao luôn mà bây giờ nó còn cộng thêm cái trừ kháng phép nữa, quá ghê quá ghê. Goblin mech quá ổn định nè, coi nè thằng Magi đâu nè. Thằng Magi này nó cũng dữ dằn, cái bộ Magi này biết chơi nha. Magi này nó từ đầu là nó giành giật cái top 1, top 2 với mình liên tục luôn á. Thằng này biết chơi nè, thằng này biết chơi cho nên là bạn cứ thoải mái đi. Nãy nó hút máu mà đâu, bây giờ mình hành hạ nó. Đó, anh thiên giả nè, làm ơn cho tao một con anh thiên giả nó full luôn đi. Đúng rồi, hay. Hay lắm. Không cần. Đây, anh thiên giả 3 sao. Đó, chết mày chưa.
Bây giờ mà anh thiên giả mà chỉ cần thả bơm một cái thôi là mày chỉ có nước mà tắt thở ha. Tắt thở. À, ra quái hả? Ồ, vẫn gây đam được mặc dù nó xa, trái bơm nó nổ thấy ghê không? Trái bơm nó nổ toàn màn hình hay sao đó, chắc không phải toàn màn hình nhưng mà nó chỉ nổ một cái vòng rất là rộng thôi. Cho nên mình đưa cái đồ hình này phải sát sát lên như vậy là ổn định nhất. À. 35, 35 máu rồi mày mất bao nhiêu máu? À đúng rồi, người xe rách phải lấy người xe rách chứ. Người xe rách 3 sao chăng? Rồi, cho hai con móng vuốt. Pháp sư Điêu Linh, có cần lấy không? Không lấy pháp sư Điêu Linh về nè, thay con kia đi, thay con kia hay sao? Nhưng mà thôi chắc không cần đâu. Mình không biết làm cái gì luôn á, thì có mấy giờ mình không biết làm cái gì với tụi này luôn á. Mình có 9 level rồi. Có 9 level nhưng mà một hai round nữa là một hai round nữa là nãy thua mẹ đó rồi. Bây giờ mình rút máu nó nhè bèo nhè cũng phải mười mấy máu. À đúng rồi, quái thú hả? Dã thú, nó đi bộ dã thú giống mình mới mới đi vừa hổm đó bạn, nhớ không? Bộ dã thú là bạn biết sợ gì không? Sợ mấy cái đám AE. Không có kháng phép thì mày chỉ có chết thôi. Bộ dã thú này thì sợ mấy cái đam mà đam AE là đam đam lan á, đam rộng á bạn. Gặp mình là chỉ có nước khóc thôi. Gặp mình đúng ngay chỗ cái thằng mà gọi là có cái kill AOE đỉnh cao luôn. Nổ mà 2 sao. Trời ơi, Goblin mà nổ 2 sao. Tao tăng lên 10 tao bỏ cái con mà AOE vô nữa. Cũng được. Còn một cấp nữa, một cấp nữa chết luôn à. Thôi thì mình không 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 chắc là phải không không cần phải truy cùng diệt tận nữa đâu. Mình để cho nó lên rau sau lên thẳng 10. 17 máu nè, cái tên nào mình giết nó 17 máu luôn bạn tin không? Không cần up 10, mình không thèm up 10 đó. Cái này là mình không thèm up 10 đó. Chứ mình up 10 bình thường, mình không thích up 10 đó. Nè coi nè, chỉ cần 9 thôi, mình đam nó 17 máu. Đùng, trời ơi. Vô địch thiên hạ chưa? Xong. Chết luôn mà, 17 máu luôn, thấy chưa? Nói thẳng định luôn, 17 máu là 17 máu. Ok, thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like và để lại subscribe, đăng ký channel của mình. Chào bạn. Take a body's high.